AK shop thì anh em video review Yamaha NVS 105 với phần đèn trước LED Audi, phần đờ mi xi nhan quán đổi vị trí và tiến hành thay thế những bóng sợi tóc của xe sang bóng LED. Phần họa tiết LED Audi các bạn có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Phần màu sắc và chức năng hoạt động của LED Audi cũng có thể tùy chọn theo cầu. Trước tiên là phần đờ mi và xi nhan. Đối với dòng xe nguyên bản, phần phía trên sẽ là đờ mi và phía dưới sẽ là xi nhan. Lúc này mình sẽ tiến hành chuyển đổi vị trí đờ mi xuống dưới và xi nhan lên trên này, và sau đó thay thế những bóng sợi tóc ghim trên xe sang bóng LED. Và sản phẩm sử dụng lúc này sẽ là bóng T10002 như trên video bạn đang xem. Đây là mã bóng T10002 quy ước trên website của shop với số lượng 57 bóng nhỏ trên một bóng lớn. Ưu điểm của đèn LED so với những bóng đèn sợi tóc giúp đèn phát sáng mạnh hơn. Màu sắc có thể tùy chọn và không tỏa nhiệt cao khi phát sáng trong chiếu đèn, tiêu thụ điện năng ít hơn so với bóng LED. Xin lỗi các bạn, bóng LED tiêu thụ điện năng ít hơn so với bóng sợi tóc. Và đây là dòng bóng T10002, đây là mã quy ước của shop tại website của shop. Các bạn thấy rõ là hình dáng của bóng LED khi chưa phát sáng. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở chìa khóa xe để các bạn cảm nhận được độ sáng của đèn. Và đây phần đờ mi dưới sẽ là thay thế bóng màu trắng, và phần xi nhan vẫn là giữ lại màu vàng đặc trưng của xi nhan. Đây là bóng LED khi chưa đặt vào chó đèn. Ta hãy gõ độ sáng khi đặt vào chó đèn. Lúc này độ sáng của đèn được phát huy tối đa nhờ lớp phát sáng trong chiếu đèn. Và mình xin nhắc lại ưu điểm của bóng đèn LED so với những bóng sợi tóc: có độ sáng mạnh hơn rất nhiều so với bóng sợi tóc, màu sắc có thể tùy chọn và không tỏ nhiệt cao khi phát sáng trong chiếu đèn, và đồng thời tiêu thụ điện năng ít hơn so với những bóng sợi tóc. Đó là ưu điểm của đèn LED. Và thấy rõ khi bóng đèn đặt vào trong chó đèn, lúc này độ sáng của bóng LED được phát huy tối đa nhờ lớp phát sáng trong chó đèn. Và hai đờ mi bên dưới sẽ là màu trắng, và hai xi nhan trước và hai xi nhan sau chuyển đổi sang bóng LED nhưng vẫn sử dụng lại màu vàng đặc trưng của xi nhan. Đây là màu vàng đặc trưng của xi nhan. Vừa rồi là phần đờ mi và xi nhan quán đổi vị trí và thay thế những bóng sợi tóc sang bóng LED. Kế đến là phần đèn LED Audi. Và đây là phần họa tiết LED Audi. Các bạn lưu ý là phần họa tiết LED cũng như màu sắc LED các bạn có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Và với phần ở LED Audi này các bạn có thể tùy chọn nhiều option. Option đơn giản thứ nhất là LED Audi chỉ hoạt động chức năng đờ mi daylight. Option thứ hai là có thể hoạt động hai chức năng đờ mi xi nhan. Và option thứ ba là đờ mi một màu và xi nhan một màu. Riêng ở video các bạn đang xem, LED Audi sẽ hoạt động chức năng đờ mi daylight và đá màu với xi nhan LED khi xi nhan. Khi các bạn bật xi nhan lúc này, LED Audi sẽ thực hiện đá màu với bóng xi nhan LED. Như các bạn đang xem rõ trên video, lúc này bên phải màn hình LED Audi đá màu với bóng xi nhan LED, bên trái vẫn sáng đèn
ở chức năng đèn The Mighty Light. Khi các bạn tắt xi nhan, tự động chuyển về chức năng The Mighty Light. Tương tự với phần xi nhan còn lại, đây phần quà tiết led với hai sọc led LED nằm trên phần đèn The Mighty Light. Và tương tự ở phần xi nhan sau, tiến hành thay thế những bóng sợi tóc zin sang bóng led, rồi vẫn dùng lại màu vàng đặc trưng của xi nhan. Và đây là mẫu bóng led T10002 với số lượng 57 bóng nhỏ cho một bóng lớn. Và phần đèn biển số sử dụng bóng led màu trắng. Video review Yamaha NV155 với phần đèn trước led Audi The Mighty Light và đá màu với bóng xi nhan. Khi xi nhan, phần đèn đờ mi và xi nhan bán đổi vị trí, thay thế những bóng zin là sợi tóc sang bóng led, giúp đèn phát huy độ sáng mạnh hơn, không tỏa nhiệt cao khi phát sáng trong cái đèn và tiêu thụ điện năng ít hơn. Sản phẩm thực hiện bởi AK Shop.